nhiều hơn nước không nổi tiếng như ở đài loan nhưng mông cổ cũng được xem là cái nôi của món trà sữa trà sữa là thức uống truyền thống và người dân uống hàng ngày thậm chí còn nhiều hơn nước lọc người mông cổ tạo nên hương vị đặc trưng của trà sữa bằng cách đun sôi nước với trà và sữa tươi khi uống họ thường bỏ thêm một chút muối bơ hạt kê giang hương vị của trà sữa sẽ thay đổi theo mùa trong năm mùa xuân khi gia súc không còn nhiều sữa trà đen thịnh hành nhất món trà này có thể được hiểu đơn giản là trà sữa không có sữa mang đến một hương vị thanh hơn cho món trà sữa nguyên bản béo ngậy. Hè đến thời tiết nóng nực, người dân sẽ thưởng thức loại thức uống mang tên Hyeram. Đây là sự kết hợp giữa nước, sữa kèm theo một chút muối, với hương vị ngọt nhẹ. Đây là thức uống được người dân Mông Cổ yêu thích nhất mùa hè và ngon nhất khi uống lạnh. Mùa thu là thời điểm gia súc có nhiều sữa trở lại và loại trà sữa được ưa thích nhất vào thời điểm này chính là Iraq. Sữa ngựa lên men. Loại đồ uống này có lượng protein và vitamin rất cao. Việc chế biến Iraq cũng khá phức tạp. Để làm được một lượng ariac cho cả gia đình, người Mông Cổ phải sử dụng sữa của 10 con ngựa cái, hàng ngày phải lắc đều hàng nghìn lần để sữa không quá đặc cũng không quá lỏng. Đông đến người Mông Cổ sẽ sử dụng trà sữa mặn, một loại thức uống nóng hổi, béo ngậy rất thích hợp trong thời tiết giá lạnh.